Xin chào các pháp hữu. Mình xin chia sẻ kinh nghiệm học tập của bản thân đến các bạn hữu duyên. Biết đâu phương tiện học kinh của mình cũng sẽ hữu ích cho bạn. Mong rằng nó sẽ giúp bạn học thuộc nhanh hơn và nhớ lâu hơn. Mỗi sáng sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, thường là trước khi đi làm hoặc trước khi ra khỏi nhà lần đầu tiên trong ngày, mình tụng trì khoảng 12 phút kinh chú: Đại Bạch Tán Cái Thần Chú, Đại Bi Thần Chú, Thập Chú và Tâm Kinh. Sau đó mình đọc hết qua quyển kinh đang học một lần. Mỗi ngày dù bận cách mấy thì cũng cố gắng đọc qua trọn quyển một lần để huân tập và cũng để nhắc nhở mình không được bỏ cuộc. Bí quyết dễ dàng mau thuộc. Bạn hãy thu âm lại bằng giọng đọc của chính mình và mở ra nghe ở mọi lúc có thở. Thay vì nghe nhạc thì hãy nghe kinh. Nhờ đó mà nó sẽ ngấm dần vào tâm trí của bạn lúc nào không hay. Và khi chú tâm học thì bạn chẳng cần phải tốn nhiều công sức. Khi thu âm lần đầu tiên thì mình đọc vấp rất nhiều nên phải thu đi thu lại cho đến khi đọc rõ tiếng và không còn sai chữ. Trên đường đến công ty thì mình nghe đi nghe lại từng đoạn và đọc theo giọng của chính mình. Sáng nghe nửa tiếng lúc đi và chiều nghe nửa tiếng lúc về. Hoặc nghe liên tục ở những lúc có dịp đi xa vài tiếng. Khi về nhà mà rảnh thì nhìn vào giấy ôn lại. Phần kinh văn thì mình chia ra thành nhiều phần nhỏ và thu âm lại, rồi dùng thời gian rảnh trong ngày tập trung học đoạn chưa thuộc, nhìn bốn học và nghe thu âm của đoạn đó nhiều lần, miên mật như vậy cho đến khi thuộc. Chúc các pháp hữu vào sâu kinh tạng để có trí tuệ như biển cả. Diệu trạm tổng trì bất động tôn, cứu cánh kiên cố hiếm trên đời, tiêu trừ ức kiếp điên đảo tưởng, chẳng trải muôn kiếp chứng pháp thân, nay nguyện giác ngộ thành pháp vương, trở lại hóa độ hàng xa chúng, hoàng thợ rải khắp vi trần sát, như thế tức là báo Phật ân. Thỉnh cầu thế tôn chứng giám cho, đời ác năm trượt nguyện vào trước, nếu một chúng sanh chưa thành Phật, vĩnh viễn sẽ không vào tịch diệt. Đại hùng đại lực đại từ bi, giúp con diệt trừ niệm hoài nghi, đỡ mau chứng đắc vô thượng giác, và ngồi đạo tràng khắp mười phương. Dù tánh hư không có tiêu vong, tâm như kim cang vô động chuyển.